thì anh cứ bắt đầu stream như này vậy thôi. Có thì có, không có thì thôi. Ok. Rồi tất cả mọi người đang là Fishing Z và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục livestream Skyblock. Thì mới ngừng stream từ hôm qua. Thì cái mà chúng ta cần phải làm bây giờ là sắp xếp lại đống đồ. Sắp xếp lại đồ. Và hôm qua vừa mới làm cái farm cây. Và làm cái máy farm quái này. Thì đấy. Là nó thế. Bây giờ thử thử mò về cái slime fan xem nào. Hello 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 Nguyễn Thanh Sang, hello. Ok, thế thì kiếm cái gì sắt. Stream này cày cuốc là chính, còn như thế nào thì chưa biết. Hôm nay thử mò một chút về slime fan xem là mò được những cái gì. Cơ bản là cũng hòm hòm. Đúng lúc mày vào. Hello. Hello. Không nghe thấy giọng á. Vẫn nghe bình thường mà, giọng vẫn bình thường mà. Không nghe được á. Ok, bây giờ là đi dọn dẹp đồ.
Stream hôm nay khá chill tại vì mới ngủ dậy nên là không có nhiều sức để nói nhiều. Nên là stream khá chill thì đang xếp đồ. Nghe được mà, tao nghe vẫn cũng bình thường mà. Không, từ là lúc tao nói lúc tao không nói, tại vì là mic vẫn bình thường, cho tại vì phải nói to hơn thôi. Tao sẽ to xem có nghe được stream không, giọng vẫn bình thường mà. Thì vác aro ra chỗ khác cũng được, đúng là nhiều giáp ạ, quá nhiều đồ. Ừ cũng được. Mày thấy cái phông ổn hơn chưa? Sẽ chót check hộ cái phông nó ổn chưa? Thẳng. Bây giờ thì mình đang dọn dẹp lại một vài thứ để có thể cho một dương dương là dương đồ ăn. Nghe được chưa Quân? Stream nghe được chưa? Ừ thì đấy, tại vì mới ngủ dậy nên là không có hứng nói cho lắm, và cả bọn tớ đang ngủ phòng đang ngủ nên phải là bé thôi, không là to được. Mày đã bật tiếng mic chưa đấy? Tại sao nghe hình thường rồi mà. Có mà, bình thường mà. Tao bị bệnh thẩm mỹ. Tao bị bệnh thẩm mỹ cho nên là trông nó đẹp thì tao mới thấy thoải mái được. Xếp cho đẹp.
CD đến các bạn không? Đấy, check đi. Ok, vậy thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu cày về cái slime fun. Rồi thì slime fun có những cái gì thì hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu xem. Rồi, ok. Thì hôm trước chúng ta đang nghiên cứu về cái gì nhỉ? Tool 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 nào nhỉ? Wooden pickaxe, stone pickaxe, diamond pickaxe, wooden pickaxe. Gì đây? Tinker tool, nó có đống này này. Đây này. Ui thì đắt thế. Hãy thử làm một cái bằng bằng sắt xem modify của gì. Ừ, hãy làm cái bằng sắt đi. À, bằng sắt nhiều này, mình cần nhiều sắt mà. Sắt đâu? Thằng này. Để lại sắt, đưa vứt sắt đây, sẽ đây, vứt sắt đây, vứt sắt đây. Ok, vậy thì chúng ta cần phải làm một cái Tinker Table. OBS vừa bị disconnect à? OBS vừa báo disconnect. Từ từ tôi đang check xem OBS. Lại rồi, từ từ nó sẽ ra. Cái này sao không nhận nhỉ? Vẫn không hiểu sao cái này không nhận. Từ từ, tại sao cái này không nhận? Qua này. Chỉ cần bé tôi chỉnh Unicode thì phải vào trong cái setting của nó. Tớ để cái chat nó bé hẳn đi rồi mà mày lo gì nữa. Tao chỉ cần để tao nhìn nó thôi. Nó không nhận, cái này nó không nhận. Từ từ đọc xem nào. Chỉnh volume nói lên á, ừ cũng được. Thì tôi có thể chỉnh thêm cái volume lên một tí. Rồi. Nhầm bàn đấy, làm bàn nào? Ừ, cái bàn này không hoạt động được, cái bàn nào? Armor, miscellaneous item, basic machine, tinker table thì nó như này. Bàn này á, bàn này sai, bàn này nó báo là sai này, sao lại báo sai? Bàn này báo sai mà. Tinker tool ở bàn này. Tinker tool
Rồi. Chéo gì ở đây cả? Đúng rồi, ừ, thì nhưng mà dùng cái bàn nào, tinker tool. Nhưng mà phải kích vào cái bàn nào chứ, mày cần bỏ item với dispenser. Nhưng mà bàn này đúng chưa? Tại sao bàn này là báo là sai? À, ok. Thế thì xem lại cái này nào. Tool này, ok, crafting như thế này. Vậy thì như này, như này. Ok, tool. Rồi. Skill level clumsy. XP 0 trên 20, modifier 0. Tự tôi xem mấy cái modifier xem nào. Ok, cách nào để modify nó? What the hell? Ok, bây giờ thì xem cách nào để modify mấy đống này nào. Thì đấy là cái cơ bản. Bây giờ chúng ta cần cách modify cái đống này lên. Làm cái nào để modify có anh thêm redstone đúng nhỉ? Nếu thêm redstone xung quanh nó có modify được không? Nó có áp dụng như tinker được không? Ok, farm level thì có cái này. Kiếm mình lời nhỉ. Farm level bên này á. À, đập một block bằng một XP, ok. Cứ thế tự lên à? Ok, thế đây là cách để cày cái này. Nó có hiện đây không? À, có hiện. Ok, ở đấy. Lên thêm một cái modifier nữa. Đó thì chúng ta làm cái nào để thêm một cái modifier vào đây nhỉ? Chúng ta có tự sửa chữa này. Modifier, còn một modifier nữa thì làm cái nào để thêm modifier. Nếu như tôi thêm này, nếu thêm lapis vào đây nó ta tạo nó may mắn không? Lapis xung quanh. Không, nó không phải như Tinker đặt theo hình trong sách, có sách à? Ok. Tinker, ui rồi bắt tay không? Tôi không cần. Xem này đã. Tinker tool, các bạn đừng có cáu, tớ mới bắt đầu làm cái này. Ok, giờ sao được đây ta? Tinker tool, ấy nó có hiện cách. À, từ từ. SF cài SF help, nó hiện mấy cái đấy không? SF help, display SF version, SF cheat, là either cheat, SF keep, SF research, vân vân. Cái này không liên quan. Chấp. Rồi thì ok, và chúng ta làm cái nào để thêm được cái modifier vào cái này nhỉ? Với lapis. Ừ, nhưng mà thêm như là vào cái phần nào, tinker table hay là không được TP, đang stream và không TP. Ép sao đang cần cách ép đẹp mà cho nó cứ nói ở đây đi, không thì bị được. Nằm ở thứ nhất và thứ hai hàng trên cùng. Ok, thử xem nào, thứ nhất và thứ hai hàng trên cùng này à? Không phải. Phải đào cho nó có modifier. Nó có modifier rồi, nó ghi lên một modifier. Tự như này thì sao? TT modifiers. Modifiers. Lock.
Tôi sẽ lấy cái topic này ra xem nào. Modifier. Thế đọc kiểu gì? Tôi đọc cái này kiểu gì? Modifier. Ừ, biết mấy cái modifier này rồi nhưng mà tt modifiers. Mình đang làm gì sai? Từ hay từ cái thêm một level nữa, lấy thêm cái modify nữa xem nào. Đang báo là làm bài cái thêm một cái level nữa. Hôm nay là chỉ nghịch slime fun thôi, xem nó như thế nào. Đặt cúp rồi mới tới lápi. Ừ thì đặt cúp rồi mới tới lápi. Đặt cúp được bảo cúp ở trên cùng để lát không phải hàng slot một bằng cúp. Ok, slot một bằng cúp này, slot hai bằng lápi này. À ok, Việt Nam đã có lắp 1 0 trên 50 và tự thê tiếp này. À không, đây là mắc rồi đúng không? Ok, thì nó đã đủ thêm rồi. Bây giờ làm cách nào để ép thêm cái này vào nhỉ? Cái này thì đây được. Làm cái nào để ép thêm cái cho nó mắc lên 0 trên 50. Là mắc lên 50 50. Vân vân và vân vân khá đây. Cái máy 9 ô thì chúng ta đọc slot 1 là cúp là như thế. À thử xem nào. Đây còn lại là lapi, slot 2 là lapi. Ừ thì thêm rồi. Nope. Bây giờ cái nào là bắt cái này lên, bắt cái lắc và bắt cái auto repair lên. Cái đồ ăn à? Nhắc đừng thêm, mình nhớ cho ăn sáng, đói quá. Sáng chưa ăn gì dậy phát stream luôn. Ừ, hết modifier sẽ làm cái nào để cái mắc cái này lên 50 50. À thế không mắc được à? Để từ thêm một level xem có thể ép thêm được không. Chưa lên level chưa? À mình dùng đồng cúp. Sinh chỉ cần hai ô thôi. Ok. Ok thì thêm một cái modifier nữa ở đây. Auto repair 2. Rồi, vậy thì cho nên là chúng ta cần, chúng ta hãy thử mò sang một vài thứ khác xem là đây còn gì nữa không. Subscribe. Thử vào mấy cái basic machine xem nào. Cái này tôi vẫn không hiểu làm như nào, cái crafting table và cái dispenser, không biết mình làm gì sai nhỉ. Thử xem nào, nếu như tôi làm như này, nó còn cho một cái ở trên không, cho cái này không, không tất nhiên là không. Ok khó nhỉ. Grindstone armor 4.
washer, blah, nhiều thứ thế. Thử mở qua Store. Ok, F1 nó cũng cần trứng rồng, biết rồi, 324 gì đó, ok. Chúng ta mở được Grand Zone. Grand Zone đây là cái mà nó sẽ ra đúng không? Chúng ta thêm expansion nữa. Tốt là từ lần trước là tôi đã farm rất nhiều đồ. Thì từ cái máy farm kia và rất nhiều cung nữa. Tôi cần một chút redstone. Bọn nó xài redstone nhé. Okay, thử làm thêm một cái dispenser nữa. Đây đã làm sai. Dispenser và một cái fence. Ok, giờ thử làm thêm một cái fence. A new fence. Mẹ này không? Các bạn như là ok. Ai vào hướng dẫn tôi làm cái fence cái what the fuck. Ở đây 1.11. Đây hàng rào. Đây là cái làm cái fence. Ok, fence. Vậy thì grindstone chúng ta nên làm một cái khu nữa cho slime farm. Thì hãy tách khu ra. Mở khu này ra cho rộng thêm một tí nữa. Thì sẽ bắt đầu làm cái slime farm ở đây. Khu này hãy để làm cái máy của slime fun các kiểu ở đây đi. Đây đi này. Đây. Đây. Vậy thì cái Grand Soul sẽ thành là đống này. Vậy thì chức năng của cái này làm gì? Bone là 4 bone meal. Ok. Dirt là stone chunk. Wheat là wheat flour. Cobblestone là sỏi. Sỏi là flint. Tự học tiếp mấy cái này xem nào. Một phút ore crusher ngày hay đấy. Delay quá. Ore crusher. Tự xem nào. Ore crusher. Ore crusher cần đống này. Và mình cần gạch địa ngục. Ok, thế là mấy cái đống này là mình cần phải. Cần có mục đích của làm cái gì chứ? Có cái mục đích của cái challenge của slime farm không? Thế thì cần làm hết cả máy. Rồi khi nào có event thử cần là cái đơn vị kinh nghiệm đã. Yep, đây là Skyblock, hello tất cả mọi người. Smoltery. Smoltery là cái mà tôi quen biết nhất với Tinkertool. Cái nào cái Smoltery. Chúng ta rất cần Netherrack. Còn mọi người có cái nào kiếm được Netherrack không?